Không khó để nhận thấy, dưới ánh mắt của những kẻ này, mọi vấn đề của Việt Nam đều mang màu sắc tiêu cực. Lưỡi không xương, trăm đường lắt léo là câu thành ngữ rất đúng để mô tả về các nhà dân chủ. Khi kinh tế Việt Nam khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và suy giảm kinh tế toàn cầu, không tăng trưởng, chúng rêu rao cho rằng nhà nước không đủ năng lực lãnh đạo đất nước, các chính sách kinh tế xã hội được Đảng đưa ra là sai lầm. Ngược lại, khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức cao, những kẻ này lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cho rằng kết quả đạt được là ăn may, là số liệu bịa. Sau khi Tổng cục Thống kê công bố quy mô GDP của Việt Nam năm 2022 đạt 409 tỷ USD, những chiếc lưỡi không xương tiếp tục tung ra các thông tin độc hại. Có kẻ cho rằng nền kinh tế Việt Nam phát triển không ổn định, hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Một số kẻ khác lại rêu rao kinh tế Việt Nam phát triển nhưng không mang lại lợi ích cho dân chúng mà chỉ phục vụ một nhóm nhỏ trong xã hội. Bằng những luận điệu xảo trá, các nhà dân chủ lồng ghép quan điểm cho rằng bản chất chế độ không thay đổi thì đất nước không có tương lai. Thực tế, mưu đồ của chúng là chống phá chế độ, chống phá đất nước. Những ngày gần đây, câu chuyện thiếu điện, cắt điện trong những ngày oi ả đang làm nóng dư luận xã hội và cả nghị trường. Nhân cơ hội đó, những kẻ chống phá, những con buồn chính trị nhảy vào làm nóng thêm vấn đề với mục đích không có gì khác, đổ lỗi, công kích chế độ. Bài viết EVN lành ít dữ nhiều của một kẻ có tên Dương Quốc Chính cố tình suy diễn, châm chọc gây hoang mang. Vẫn biết khó khăn không chỉ của riêng ai, người dân bức xúc vì bị cắt điện những ngày nắng nóng. Những ngày nắng nóng, doanh nghiệp lo ngày ngáy khi nghĩ tới khả năng bị cắt điện ảnh hưởng sản xuất. Những dự báo về nguy cơ cắt điện được đặt ra. Thêm vào đó, không ít ý kiến đưa ra so sánh với các nước trong khu vực, trên thế giới trong việc cung ứng điện. Nhưng rõ ràng, những giọng điệu như u ám cho anh em EVN lắm lắm chỉ nhằm bôi đen, công kích, đổ lỗi cho chế độ, giống như vụ tăng giá xăng dầu trong thời gian gần đây là Việt Nam sắp toang. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi của những con buôn chính trị kiểu Dương Quốc Chính, luôn chụp giật thông tin và thêm thắt tình tiết để gây hoang mang dư luận. Thiết nghĩ, song song với việc phát triển hệ thống điện, thì trước mắt cần sự thấu hiểu, đồng lòng của toàn xã hội. Việc tiết kiệm điện vẫn phải trở thành một ý thức thường trực đối với mỗi người dân. Bên cạnh đó, các giải pháp điều tiết phụ tải sử dụng điện, hạn chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tốn điện, lợi dụng điện giá rẻ của Việt Nam, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ bắt buộc phải triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng năm nay. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện khẩn yêu cầu ngành điện phải bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và giao cho Bộ Công Thương thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN. Nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, Tư lệnh ngành Công Thương cho rằng để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng kịp thời. Và hơn bao giờ hết, trước những khó khăn mang tính cấp bách tức thời này thì mọi người cũng cần cảnh giác, tỉnh táo trước những luận điệu đâm thọc của những kẻ chống phá, khoác áo dân chủ nhân quyền, nhất là một kẻ cơ hội như Dương Quốc Chính.